keep saying no. There's gotta be a way to get you close to me. Now I know you gotta speak up if you want somebody. Can't let them get away, oh no. You don't wanna end up sorry the way that I'm feeling every day. No, 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 no. There's no hope for the broken heart. No, 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 no. Hello Bảo Ngọc nha. Thì cái gói body đó có giá là 180.000, mình tắm được 2 đến 3 lần nha. Và mình nên sử dụng kem body bên em bán luôn. Mình nếu chị nào mình đã có kem body rồi thì mình cũng có thể mua cái tấm trắng đó về để mình tắm trên tay. Tay chân toàn thân gì cũng được. Và cái tấm body bên em á, thì em cũng nói trước mọi người là nó dưỡng trắng rất là ít. Cái công dụng của nó là làm da mình khỏe và làm mình tẩy tế bào chết đi. Lần đầu mình tắm có thể là nó sẽ không lên tông nhiều đâu, nó chỉ tẩy da chết của mình thôi. Nhưng đến những lần sau thì mọi người có thể thấy là da mình nó sẽ trắng từ từ nha. Từ thiên nhiên nên không có thể nào mà trắng nhanh được. Anh chị con nên không thể nào mà mình sử dụng 1-2 lần mà nó trắng nhanh lên được nha. Nên mình sử dụng phải 3-4 lần luôn. Và có khi là sử dụng đến 1-2 gói luôn á. Còn riêng đối với da em á, mọi người biết trước là nói chung là nó cũng có dạng là tạm trắng, nhưng không có gọi là trắng mốc nha. Nhưng một thời gian mà em sử dụng bột á thì da em đã thấy là nó lên tông rõ rệt. Với lại đi nắng mình cũng không có sợ mà bị ăn nắng hay là nám rồi mọi luôn. Rồi nên mọi người cứ tham khảo cái tấm body bên em nha. Cái này là bột tắm trắng và tẩy tế bào chết, thì thành phần ở trong đó là những cái loại mà từ thiên nhiên. Và đặc biệt là mọi người mua về tắm á, mình mở ra đầu tiên là mình sẽ nghe mùi thuốc bắc với lại cà phê. Tạm thị Phạm Quỳnh Trang Như ơi, bôi kem body có giá là 380.000 nha em, mình sử dụng tầm 1-2 tháng nha. Còn đối với mà tấm body á, thì có giá là 180.000, mình sử dụng được khoảng 2-3 lần cho toàn thân nha. Ở đây nói tới là khi mà mình mở cái hộp về cái gói bột ra thì mình sẽ thấy ở trong á nó sẽ có hạt cà phê với lại thuốc bắc là nhiều. Tại vì hai cái loại đó em cảm thấy là mình xài lên da á, cà phê có tác dụng là tẩy tế bào chết, còn thuốc bắc có công dụng là làm cho da mình trắng và khỏe hơn nha. Nên hai loại đó sẽ nhiều hơn những cái loại khác. 100% từ thiên nhiên, mọi người cứ yên tâm, mình sử dụng là da mình nó đầu tiên là sắc không bị bào mỏng, và mình tắm lên nó không phải có cái mùi mà quá chất khó chịu nha. Cái mùi này rất là êm, rất là thơm.
còn trời ơi, vừa tắm trắng mà vừa ngủi mấy cái quái chất này xong rồi chết luôn á, chết trong nhà tắm luôn á. Ở đây thì em có khuyến mãi từ đây đến năm tây á mọi người, mình em có khuyến mãi cho đối với là bột bột đắp mặt luôn, với lại bột tắm body luôn, người có khuyến mãi. Mình mua một cái gói tắm body á thì mình sẽ được tặng một cái hộp bột mini, một bột mini để mình dùng thử. Còn mình ta mua một cái gói, một cái hộp hộp bột giống như vậy nha, mình sẽ được tặng một cái gói bột mini cũng dùng thử luôn. Và loại dùng thử này thì em sẽ cho mấy chị và mấy bạn mà mình tự lựa chọn cái loại nào mình thích nha, chứ em không có bắt buộc là phải lấy cái này cái kia nha. Ở đây khuyến mãi á, mọi người nên vào để mình tranh thủ mình mua, mình được cái giá nó ok hơn nha. Ui, ở đây thì vừa có kem body, vừa có bột tắm thiên nhiên, vừa có bột đắp mặt luôn. Và 100% từ thiên nhiên cũng như kem body á, bên em là mình không có cái chuyện mà mình sử dụng lần đầu một tuần hay là mình xức lên ủa da trắng quá là không có. Bột kem bên em cũng trắng từ từ luôn, tầm 1 đến 2 tháng thì da mình bắt đầu trắng lên tông từ từ nha. Không có chuyện là sử dụng 1-2 lần mà trắng tươi, trắng bóc nha, cái đó là quá chất không à. Áo quá đi ra đi. Đây em sẽ đưa lại mọi người xem, thì cái hộp kem body này có giá là 380 ngàn và có khối lượng là 250 gram nha. Mình sử dụng được tầm 2 đến 3 tháng, rất là lâu. Mọi người có thể thấy da em đây, mình chỉ em chỉ sử dụng một tấm trắng từ thiên nhiên nha, không có sử dụng cái gói chất. Những cái bạn mà quen biết em cũng biết là em không bao giờ sử dụng những gói tấm trắng mà có mà mua từ tiệm mỹ phẩm, chỉ sử dụng bột của em thôi. Xài gì thì bán cái gì thì xài cái nấy, không có chuyện là bán cái này nhưng mà xài cái kia để da mình mau trắng mau lên tông hơn để dễ bán hàng thì cũng có nha mọi người. Và giá bột chỉ từ 65 đến 100 ngàn thôi, và đang khuyến mãi mọi người cứ vào trong đó để xem nha. Ui liền quá. Ngồi lai mà nói với mình nó cắn nó gị tóc. Mọi người cứ vào xem nha, từ cái mình có thì có nguyên một cái list luôn, một cái menu luôn, từng loại và da gì mình sử dụng, cái chất cái công dụng vậy á. Mọi người cần hút của em để xem cho nó tiện hơn, và nếu như mình không có lựa chọn được cái loại nào á thì cứ inbox cho em tư vấn dễ hơn nha. Ở đây có cả kem body luôn, tắm trắng body luôn và kem bột đắp cho mặt luôn. Đó chỉ nhất là em không có bán kem cho face thôi. Có mấy bạn hỏi xài kem face gì cho da mau trắng không? Không, mọi người được tốt nhất là đừng nên xài kem face lên mặt. Tốt nhất là không nên, mình nên xài những cái loại mà Laneige này nọ để mình dưỡng, hoặc Nutri nọ dưỡng da, chứ mình không có cái loại mà kem face cho da mình trắng mịn á. Thì thời gian đầu ok da rất là đẹp, nhưng mà sau này nó sẽ bị nám, rất là dễ nám. Nên mọi người cứ sử dụng những cái sản phẩm từ thiên nhiên, giống như là sữa rửa mặt, mình nên chọn cái sản phẩm thiên nhiên. Em vẫn có thể sữa rửa mặt cũng như mọi người, không có thể thời gian cũng không có cái gì hết. Hôm nay thì được off nhưng ở nhà không có đi làm, chưa là tính là live vừa đắp mặt nạ luôn mà dạ hủ. Con tối để lại nói sơ về cái kem body cho mình, mọi người dễ nắm thôi. Về kem body là mình xức lên cái da mình, nó sẽ không có tình trạng là bị rạn da hay là đi nắng mà bị đồ mồ hay nám nha, thì không có tình trạng đó. Mọi người cứ yên tâm sử dụng, mình chỉ cần tắm cái gói tắm trắng nó thôi. Và sử dụng cái kem body bên em tầm 2 tháng thì bảo đảm là da mình lên tông rất là nhiều, nhưng mà nó rất là khỏe, chứ không phải là lên tông mà có nghĩa là da mình mỏng và bị nổi mạch máu lên nha, không có tình trạng đó. Hơi ít người xem quá, tắt nha mọi người. Bye.